Tại sao rắn hổ chúa miễn nhiễm với mọi loại nọc độc của các loài rắn khác? Sự thật thú vị có thể bạn chưa biết. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất trong thế giới động vật, chúng được xem là vua của các loài rắn. Trên thực tế, rắn hổ chúa có thể ăn thịt tất cả các loài rắn độc trong môi trường sống của chúng và chưa từng có trường hợp ghi nhận nào cho thấy nọc độc của con mồi có thể giết chết rắn chúa. Vậy tại sao rắn hổ chúa không bị nọc độc của các con mồi nguy hiểm làm hại? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nguyên nhân chính là vì những loài rắn độc sống cùng môi trường địa lý với rắn hổ chúa như cạp nong, cạp nia, hổ lục, hổ mang, vân vân, chủ yếu thuộc nhóm nọc độc thần kinh. Tuy nhiên, trong cơ thể loài rắn hổ chúa lại có chứa phân tử đường trong các thụ thể. Đây là các phân tử giúp các tế bào của rắn hổ chúa không kết nối với các chất độc thần kinh từ con mồi. Vậy nên rắn hổ chúa có khả năng kháng độc với độc tố thần kinh của con mồi. Nhưng nếu như con mồi sử dụng các loại độc tố khác như độc tố máu hay độc tố tế bào thì hổ mang chúa vẫn có thể bị tổn thương như các con mồi khác.